Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trừ. Tập 94. Chương 931, Hư Hoàng, 1. Ngọc Xuyên công tử kích động khó tả nói, nơi này là Nại Hà, kết nối với chư thiên vạn giới. Nếu dị đạo xâm lấn chư thiên vạn giới chỉ e sẽ chết vô số người. Đế quân tế đao ở đây, trấn áp dị đạo, công đức vô lượng. Giờ người lại muốn trao công đức này cho ta, đệ tử có tài đức gì? Ngô Tam Tứ cười nói, đây là mệnh lệnh của đế quân. Đế quân bảo ngươi luyện hóa dị đạo, nhận đại công đức, sau đó ngươi trấn áp Hứa Ứng, giết chết hắn. Hai khoản công đức này đặt lên người ngươi, phi thăng tiên giới, cho dù tiên vương cũng không có công lao bằng ngươi. Tới lúc đó an bài lợi ích cho công tử chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đế quân muốn cầm quyền, tốt nhất những người ngồi trên ghế thực quyền nên là người một nhà. Ngọc Xuyên công tử không chần chừ nữa, phát động cửu thiên thập địa phá ma quyết, giao cảm với tử U Minh đao trên bầu trời. Chỉ thấy tử U Minh đao khẽ chấn động, đao quang càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc Hồ chân nhân và Huyền Thiên Huyền không nấp trong góc tối, thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng, Bạch Ngọc Xuyên còn chưa phi thăng. Luyện khí sĩ nho nhỏ mà thôi, thậm chí còn chưa trở thành tiên nhân mà đã được bố trí công lao lớn như vậy. Hắn mà cầm công lao này lên tiên giới, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Đúng là so người với người, tức chết người. Huyền Không, Huyền Thiên, chuẩn bị động thủ. Ngọc Hồ chân nhân ánh mắt nhấp nháy, đột nhiên giết ra khỏi hư không, chém về phía hậu tâm Ngô Tam Tứ. Cùng lúc đó Huyền Thiên Huyền Không đồng thời động thủ, một người đánh về phía Huyền Tinh Thần Vương, một lao thẳng tới Huyền Thần Thần Vương, báo mối thủ năm xưa. Dù sao Ngô Tam Tứ cũng là đệ tử của đế quân, trên tiên giới cũng có uy danh hiển hách, tuy biết mình bị tấn công nhưng gặp nguy không loạn. Đạo tràng ầm ầm trải rộng, phát động huyền công tới cực hạn, quát lớn, công tử, tế trận đồ tiên trận lên. Ngọc Xuyên công tử vừa tế luyện tử U Minh Đao, vừa phát động cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận trải rộng. Ngô Tam Tứ cũng đỡ lấy một đòn của Ngọc Xuyên công tử, bị đánh tới hộc máu. Nhưng tiên trận đã mở ra, hắn cũng bước vào trong tiên trận. Ngọc Hồ chân nhân làm sao lại cho hắn cơ hội, chỉ thấy thần thông của hắn đánh vào hư không trong tiên trận, từng bàn tay từ khắp bốn phương tám hướng đánh lên người Ngô Tam Tứ. Chỉ trong chốc lát, Ngô Tam Tứ đã bị đánh gãy không biết bao nhiêu xương cốt, hoàn toàn không đối phó nổi. Ngọc Hồ chân nhân am hiểu nhất là ám sát, đâu phải chỉ có hư danh. Cùng lúc đó hai đại thần vương Huyền Thần Huyền Tinh cũng bị trọng thương, thực lực bọn họ vốn kém xa Huyền Không Huyền Thiên, vừa đối mặt đã bị Huyền Không Huyền Thiên đánh trọng thương. Ngọc Hồ, Huyền Không, Huyền Thiên đang định hạ thủ giết người thì đột nhiên Ngọc Xuyên công tử khống chế được tử U Minh Đao. Vạn luồng hào quang lan tỏa, Ngọc Hồ, Huyền Không và Huyền Thiên ai nấy hoảng sợ, vội vàng lách, mình bỏ trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau luồng đao khí màu tím đã xoay tròn lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Huyền Không, Huyền Thiên đổ máu ầm ầm, Ngọc Hồ chân nhân xuyên thẳng qua hư không, may mắn thoát được kiếp, lòng còn sợ hãi. Ngọc Xuyên công tử đang định phát động tử U Minh đao đánh thẳng vào cung điện trên đỉnh Ngọc Kính Sơn, đột nhiên đao quang chấn động, không nghe khống chế của hắn, ngược lại chém về phía hư không khác. Đao khí sắc bén chớp mắt đã bổ tan hư không kia. Thân hình Hứa Ứng, Ngoan Thất, Quả Chuông và Kim Bất Di xuất hiện, bị đao quang chiếu rọi. Đao phong kia bá đạo vô biên, mắt thấy sắp chém chết tất cả mọi người, đột nhiên giữa mi tâm Hứa Ứng có một luồng kiếm khí tuôn trào, cứ như mi tâm y nứt ra. Trong khe hở ở mi tâm, không ngờ lại hiện ra hoang nguyên ngàn vạn dặm, trong hoang nguyên là một thanh tàn kiếm đội trời đạp đất, đứng giữa thiên địa mờ mịt tối tăm. Chu tiên tàn kiếm, dùng tinh thần Hứa Ứng làm cầu nối, xé rách thời không. Sắc khí vô thượng nghênh đón từ U Minh đao đang chém xuống. Trên không trung Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, ngay khoảnh khắc đao ý của tử U Minh đao và kiếm ý của Chu Tiên tàn kiếm va chạm, cho dù là Hứa Ứng, Ngọc Xuyên hay Ngọc Hồ chân nhân đang bỏ trốn, tứ đại thần vương đứng ngoài lề, tất cả đều cảm giác được tử ý khủng khiếp ập tới. Thời không này núi non sông ngòi, bầu trời trong Vọng Hương Đài như cảm ứng được nguy hiểm sắp tới, đột nhiên đồng thời sao động. Núi sông biến chuyển với tốc độ khủng khiếp, từng dãy núi lúc trước tan đi như cát bụi, núi non mới nhanh chóng tạo ra. Từng ngọn núi tạo thành trận thế kỳ dị, dòng sông uốn lượn như long xà, nhánh sông tạo thành hoa văn đại đạo kỳ dị, tỏa ra đọa uy. Ánh sao trên tinh không biến thành gần gũi không gì sánh được, cứ như giơ tay ra là có thể chạm vào,
từ trường dưới đất làm bộc phát từng đợt hào quang bão táp. Chương 932, Hư Hoàng 2. Còn những tiên điện cổ xưa ẩn giấu trong vọng hương đài tức khắc khôi phục, từ trong điện tỏa ra đạo quang hoa mỹ, uốn lượn quanh tiên điện. Từng quan tài đen sừng sững trên không trung bắn ra đạo liên dị chủng khổng lồ, móc nối với nhau, đạo quang bố trí thành trận thế kỳ dị. Nữ nhân tắm rửa dưới thác nước cuống quýt nhảy lên bờ, không kịp ăn mặc chỉnh tề, chỉ vội vàng ôm y phục chạy chân trần bỏ trốn. Đạo tràng đạo cảnh đạo vực lớn lớn nhỏ nhỏ, thời không này tự động kích hoạt, khôi phục, cái nào cái nấy tự mình vận hành, kháng cự lại tử ý phủ kín trời đất đang ập tới. Tử ý này chính là sát khí cực kỳ khủng khiếp ẩn chứa trong kiếm ý của Chu Tiên Tàn Kiếm. Sát khí này thật quá mạnh, diệt trừ quần tiên, mai mòn đại đạo, phá tan thiên địa, biến tất cả thành bột phấn, khiến những tồn tại cổ xưa trong vọng hương đài không thể không tự vệ. Đến tận lúc này đám người Hứa Ứng, Ngọc Xuyên công tử mới biết sự khủng khiếp của vọng hương đài. Lúc trước bọn họ cực kỳ phấn khích đi qua khu vực này, nếu tồn tại cổ xưa trong vọng hương đài có ác ý, chỉ e bọn họ đã chết từ lâu. Bọn họ thật quá nhân từ, Ngoan Thất cực kỳ cảm động. Uy lực của Tử U Minh đao được tăng cường tới cực hạn, đao quang tỏa ra đạo uy lấp lóe, thậm chí ảnh hưởng tới thiên địa đại đạo trong vọng hương đài, hình thành một lĩnh vực đại đạo khác biệt. Thanh thần đao tiên đạo này lóng lánh ánh tím, trên chém cửu tiêu, dưới chém u minh, có vẻ bá đạo chém sạch mọi thứ. Luồng khí tím phút chốc đã quét khắp bốn phương, khiến tất cả mọi người xung quanh ngoài Ngọc Xuyên công tử đều có cảm giác sắp bị đao này chết chết. Luồng khí tím và để ý nồng nặc tới cực hạn, như tia sét chém vào mi tâm Hứa Ứng. Choang! Một tiếng vang thanh thúy cất lên, tiếp đó đao khí khổng lồ và Tử U Minh đao bắn ra chia thành hai nửa. Đao khí bên trên lướt sát qua da đầu Hứa Ứng, bay vù vù về phía sau, chém xa mấy ngàn dặm. Còn đao khí nửa dưới lướt sát qua hai chân Hứa Ứng, đâm thẳng vào lòng đất, kéo dài từ Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn tới dưới chân Hứa Ứng, lưu lại một vết cắt sâu bao nhiêu không rõ. Hai chân Hứa Ứng run rẩy, cố gắng đứng vững, trên mi tâm có một giọt máu rơi xuống. Đó là khu vực Hy Di Chu Tiên Tàn Kiếm bắn ra khỏi mi tâm y va chạm với Tử U Minh Đao. Kiếm khí bị đao khí khuấy động, quệt phải mi tâm y, khiến y chảy ra một giọt máu. Trên đỉnh đầu y, nơi Tử U Minh Đao và Chu Tiên kiếm khí va chạm đột nhiên rắc một tiếng tan vỡ, nửa trên của Tử U Minh Đao xoay vù vù vài vòng, rơi xuống sau lưng Hứa Ứng. Kim Bất Di đứng sau lưng Hứa Ứng vội vàng nhích người, tránh thanh đao gãy. Lại nghe choang một tiếng, lúc lưỡi đao rơi xuống chạm vào một trong hai thanh thần đao, trên thân đao rực rỡ không gì sánh được lập tức xuất hiện một vết đứt rõ ràng. Kim Bất Di đau lòng không thôi. Hai thanh đao này là năm xưa Hứa Ứng tập hợp tinh hoa tiên kim trong thiên hạ, chế tạo thần đao cho hắn. Là vũ khí tiện tay nhất đối với hắn, theo hắn chinh chiến khắp bốn phương, cho dù đối đầu với tiên khí cũng không rơi xuống hạ phong. Nào ngờ hôm nay Tử U Minh đao chỉ quệt nhẹ qua đã lưu lại một vết chém sâu. Có thể thấy Tử U Minh đao sắc bén nhường nào. Vết thương trên mi tâm Hứa Ứng dần dần khép lại, vừa rồi Chu Tiên Tàn Kiếm như bị đao ý Tử U Minh đao khiêu khích, nổi lên đấu chí muốn tới giáo huấn tiểu huynh đệ. Giờ giáo huấn xong rồi, cơn thịnh nộ cũng tiêu tan, thế là nó thu liễm sát khí, cắt đứt cảm ứng. Ngọc Xuyên công tử đứng trên đỉnh núi, khóe mắt giật giật, vừa rồi Tử U Minh đao còn mang đao ý trấn áp, giờ phút này chỉ còn lại cán đao và nửa thân đao lơ lửng trên không trung. Đao ý ngập trời lúc tước đều bị Tử ý diệt sạch hết thảy, không còn lại chút gì. Hứa Ứng, hắn không nhịn nổi nữa, nổi giận gầm lên, nghiêm nghị, nói, lại là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Trong lòng hắn uất ức khó tả, tế cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận cùng với nửa thanh đao gãy lên, định đánh tới. Ngô Tam Tứ không nói năng gì ôm ngang lấy hắn, kéo về phía sau, kêu lên, công tử, pháp bảo ma đạo của kẻ này rất lợi hại, ngay cả tiên khí của đế quân cũng không phải đối thủ. Chúng ta đi mau. Ngọc Xuyên công tử bị hắn kéo thẳng xuống núi, đau tới mức không muốn sống, giọng nói thê lương gào thét, Hứa Ứng, ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta thể không đội trời chung với ngươi. Hắn ra sức giãy giụa, định vùng ra liều mạng với Hứa Ứng. Trước khi gặp Hứa Ứng, cuộc đời của hắn không khác gì con cưng của ông trời, làm chuyện gì cũng cực kỳ thuận lợi. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 933, Hư Hoàng, A. Lúc ở thế giới Thái Thủy, hắn như mặt trời ban trưa, phong hoa tuyệt đại, được thế nhân tôn làm công tử. Lại được lão tổ tông đế quân coi trọng, thậm chí truyền cả cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận cho hắn, bảo hắn luyện chết hứa ứng. Nhưng từ đó trở đi cứ như vận rủi giáng xuống người, đầu tiên là lúc ở tổ đình bị một luồng chu tiên kiếm khí của hứa ứng đâm vào hỗn nguyên cung, suýt nữa chết trong kiếm khí, phá hỏng đại kế luyện chết tiểu thiên tôn của hắn. Hắn bị cao thủ tổ đình truy sát không biết bao nhiêu vạn dặm, chật vật không chịu nổi chạy về đại thế giới Thái Thủy. Đến đại thế giới Thái Thủy, hứa ứng lại bám theo như hình với bóng, ngay lúc hắn ám toán huyền không định cướp lấy chí bảo thiên đạo thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, y lại ra tay cướp trước. Tiên Hạc đồng tử mang bức tranh của đế quân tới, bảo hắn tới giải phong ấn trấn áp cổ Phật của đại lôi âm tự, hứa ứng lại cướp tranh từ tay hắn. Bây giờ đế quân bảo hắn tới lấy tử U Minh Đao, hoàn thành trách nhiệm đủ để lúc lên tiên giới hắn có thể một bước lên mây, không ngờ cũng bị hứa ứng quấy nhiễu. Thậm chí ngay cả thần đao đế quân của lão tổ tông cũng bị hứa ứng chém thành hai nửa. Thù mới hận cũ, đủ khiến Ngọc Xuyên công tử phát cuồng. Ngô Tam Tứ ra sức ôm lấy hắn, kêu lên, công tử, bàn bạc kỹ hơn đã, bàn bạc kỹ hơn đã. Sao phải vứt bỏ tính mạng mình ở đây? Đúng rồi, công tử còn một nửa tử U Minh Đao. Ngọc Xuyên công tử tỉnh ngộ, cô nén đau xót trong lòng, vội vàng phát động cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận triệu hồi tử U Minh Đao. Chỉ thấy chuôi đao và nửa trước thân dồn dập ong ong chấn động, lần lượt bay về phía hắn. Hừ, Ngoan Thất không buồn nghĩ ngợi, lắc đuôi một cái, tế kim cương trác lên không trung. Nửa trên của tử U Minh Đao vừa bay qua đã bị kim cương trác hút vào, cạch một tiếng rơi xuống đất, mất hết uy lực. Ngọc Xuyên công tử ngơ ngác, nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc, hứa ứng, hứa tặc tử, đời ta coi như bỏ, bị các ngươi hủy hoại rồi. Ngươi là khắc tinh của ta à? Kiếp trước ta nợ ngươi cái gì? Ta thề phải giết ngươi. Ngoan Thất nghe hắn khóc đứt cả ruột gan, không nhịn được động lòng trắc ẩn, vội vàng nói nhỏ, A ứng, ta làm sai à? Sao hắn khóc lóc thảm thiết như vậy? Hứa ứng thở dài, thất gia từ bi, không nỡ nghe tiếng khóc thê lương như vậy. Cho nên tiễn bọn họ lên đường vẫn hơn. Ngoan Thất phát động kim cương trác, cái vòng bộc phát uy lực, định thu cả bọn họ. Ngô Tam Tứ biết sự lợi hại của vòng tay này, vừa rồi ngay cả tử U Minh Đao cũng bị hút mất, vội vàng mang Ngọc Xuyên công tử hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng sau khi tế kim cương trác lên, ngay cả thiên địa thời không cũng bị khóa chặt. Cho dù bọn họ có tu vi cường đại, Ngô Tam Tứ còn là tiên nhân, nhưng cũng khó mà thoát khỏi uy lực của kim cương trác. Ngọc Hồ Chân Nhân và Tứ Đại Thần Vương cũng bị kim cương trác khóa chặt, đám người không khống chế được mình, dồn dập ngã vào kim cương trác. Tứ Đại Thần Vương ai nấy xuất thủ, phát động thần thông thiên đạo tấn công kim cương trác. Ngọc Hồ Chân Nhân cũng thi triển thần thông, không phải tấn công kim cương trác mà là tấn công Ngoan Thất. Lần trước hắn bị kim cương trác khóa chặt, không thể không vứt bỏ tất cả pháp bảo, ve sầu thoát xác. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lần đó, hắn lại ý thức được bảo vật này quá mức cường đại, trốn thoát một lần hai lần là vận may, không thể trốn nhiều lần. Huống chi hắn cũng không có lắm tiền của như vậy, biện pháp duy nhất là công kích người sử dụng bảo vật, khiến đối phương không thể tế pháp bảo lên, có vậy mới chảy khỏi kim cương trác. Thần thông của hắn còn kịp tới gần Ngoan Thất, đột nhiên một quả chuông chắn ngang phía trước, chụp vào đỉnh đầu rắn lớn, tầng tầng màn sáng phủ xuống như thác nước. Quả chuông nhanh chóng xoay tròn, trên tấm màn sáng phủ văn thiên đạo không ngừng xoay chuyển, chỉ nghe tiếng vang leng keng cất lên không dứt, thế công của Ngọc Hồ Chân Nhân lại bị quả chuông ngăn cản. Có điều vách chuông cũng bị đánh tới mức chỗ lồi chỗ lõm, hiển nhiên không chống đỡ nổi. Kim Bất Di thấy vậy lập tức vung hai thanh thần đao lên, đao quang ngừng luyện, kéo ra, xoay quanh quả chuông và Ngoan Thất, dày đặc không gì sánh được. Những người khác cũng ý thức được Ngoan Thất mới là mấu chốt cho nên nhanh chóng quyết định, dồn dập phát động thần thông tấn công về phía Ngoan Thất. Kim Bất Di và quả chuông lập tức không chịu nổi, Hứa Ứng thấy vậy vội vàng phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, dịch chuyển Ngoan Thất Kim Bất Di và quả chuông đi. Ngoan Thất khí tức bất ổn, đám người Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên công tử lập tức thoát khỏi uy lực của kim cương trác. Chương 934, Hư Hoàng, 4. Cho dù là Hứa Ứng, Ngoan Thất hay bọn Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên công tử đều như chút được gánh nặng. Đám người Ngọc Hồ Chân Nhân và Ngọc Xuyên công tử ai nấy lập tức thi triển thần thông,
hóa thành từng luồng sáng xé gió bay đi, vội vàng bỏ trốn. Hứa Ứng cũng phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, thân hình dịch chuyển, tránh khỏi thần thông mà đám người Ngọc Hồ Chân Nhân đánh tới, hạ xuống bên dưới. Ngoan Thất thu hồi kim cương trác, lòng còn sợ hãi nói, Ngọc Hồ Chân Nhân cũng có chút thủ đoạn. A Ứng, vừa rồi sao ngươi không vận dụng thanh tàn kiếm kia? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chỉ may mắn điều động được tàn kiếm thôi. Tàn kiếm chặt đứt Tử U Minh Đao, cảm thấy đã toàn thắng nên không nghe theo điều khiển của ta. Chu Tiên tàn kiếm không phải pháp bảo của y, chẳng qua bị kích thích nên mới giao cảm với Hứa Ứng, thể hiện uy phong. Nhưng sau khi thể hiện uy phong nó cũng mặc kệ Hứa Ứng sống chết ra sao, vẫn ngoan ngoãn lơ lửng giữa thiên địa bên ngoài Bích Du Cung. Ngoan Thất ngây người, suy nghĩ một chút rồi dò hỏi, nếu vừa rồi bọn Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên công tử không đào tẩu mà giết ngược trở lại thì sao? Hứa Ứng giơ nửa Tử U Minh Đao lên, ra hiệu cho hắn há miệng nói, nếu bây giờ bọn chúng giết ngược lại, thế thì bên chạy trối chết sẽ là chúng ta. Ngoan Thất mở miệng, đợi tới lúc Hứa Ứng đi vào trong bụng mới cảm thấy không ổn nói, à Ứng, thanh tàn đao này là bảo vật đế quân, nếu đế quân muốn thu hồi bảo vật này liệu có xé rách bụng ta không? Sẽ không đâu. Hứa Ứng nói, ta bố trí 16 chữ phong ấn trên đó, trấn áp đao này rồi. Y đặt tàn đao vào tiểu thế giới thiên đạo trong bụng Ngoan Thất rồi quay người bước ra. Giọng nói của Ngoan Thất vang lên, a Ứng, 16 chữ phong ấn là bố trí của đế quân cơ mà. Hắn thiết lập được thì cũng có thể giải được. Mà khu vực Hy Di của ngươi cũng có thể cất giữ bảo vật này cơ mà, sao ngươi không để vào khu vực Hy Di của mình? Hứa Ứng đi ra khỏi miệng hắn nói, ta sợ đế quân xé rách bụng ta. Nhưng ngươi yên tâm, có phong ấn của ta, chắc chắn đế quân không cảm ứng được vị trí cụ thể của lưỡi đao này. Đã không cảm ứng được vị trí cụ thể, đương nhiên cũng không cách nào phá giải phong ấn. Tuy nói như vậy nhưng Ngoan Thất vẫn thấy không đáng tin cậy, không được yên tâm. Hứa Ứng leo lên một tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn khác, đi về phía cung điện trên đỉnh núi. Quả chuông bay tới, cố gắng ép thẳng lại chỗ hỏng trên người, nói, a Ứng, chúng ta không đi luôn à? Nếu bọn Ngọc Hồ Chân Nhân chơi chiêu hồi mã thương thì sao? Hứa Ứng cười nói, trước khác nay khác, vừa rồi bọn chúng còn có cơ hội chơi chiêu hồi mã thương, bây giờ bọn chúng không còn bất cứ cơ gì. Quả chuông không hiểu, Kim Bất Di ngẩng đầu nhìn quanh, nghi hoặc nói, hình như thứ mà đế quân dùng Tử U Minh Đao trấn áp còn chưa chết. Quả chuông lập tức tỉnh ngộ, đúng là đám người Ngọc Hồ Chân Nhân không còn cơ hội chơi chiêu hồi mã thương. Hứa Ứng đi lên đỉnh núi, chỉ thấy trên tấm biển ngoài cung điện có viết Huyền Đô Thất Bảo Cung, văn tự cực kỳ cổ xưa, rất có thần vận. Bên ngoài, tòa cung điện to lớn này còn có thần thụ, chỉ tiếc là đã bị chặt ngang, nhưng gốc cây vẫn như gò núi nhỏ, cực kỳ hùng tráng. Trong cung, hào quang chiếu rọi, đạo âm vang dội. Hứa Ứng nghe thấy đạo âm, thần sắc bỗng ngây ngẩn, bất giác lại có một đoạn ký ức cổ xưa bên trong phong ấn được khôi phục. Y nhìn thấy bản thân 18-19 tuổi đi tới, xuyên qua cơ thể mình, bước vào Huyền Đô Thất Bảo Cung. Thái Thượng Vô Cực Hư Hoàng Đại Đạo Quân thời cổ đại cũng không còn tồn tại. Y nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, Hư Hoàng Đạo Quân, ta mượn bảo địa của ngươi ngộ đạo, tương lai ắt sẽ báo đáp. Tiên giới, đế quân đả tọa, điều động nguyên thần, sau lưng đại đạo tạo thành vòng tròn, đạo luân lớn xoay tròn. Lại có 12 đạo luân qua lại trong đạo luân lớn kia, trong 12 đạo luân đều có một đế quân, là thân ngoại hóa thân của hắn. Hắn sáng tạo ra Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, nhưng bản thân đã siêu việt phạm trù môn công pháp này, đạt tới mức độ cao siêu hơn. Bây giờ y đã tu luyện tới cảnh giới 12 đạo luân viên mãn. Đế quân luôn muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng luôn gặp cản trở, khó mà hoàn thành. Quần tiên trên tiên giới, kín người hết chỗ, tài nguyên trên tiên giới cũng đều có chủ. Lượng tài nguyên mà ta nắm giữ khó mà khiến ta tiến thêm một bước. Đế quân thở dài mở mắt, buồn bã nói, nếu ta muốn tiến thêm một bước, bên trên phải có người rớt đài. Không ai rớt đài, không có chỗ trống, ta cũng đừng hòng leo lên được. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 935, Đạo Thụ 1. Đột nhiên hắn cảm thấy tâm huyết dâng trào, không khỏi biến sắc, Tử U Minh Đao của ta. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp. Ngô Tam Tứ, Bạch Ngọc Xuyên, các ngươi đúng là không khiến ta bớt lo. Hắn đột nhiên đứng bật dậy,
sát ý ngút trời, nhưng lại lập tức ý thức được có gì đó không đúng, nhanh chóng kiềm chế ma tính trong đạo tâm, ngồi thẳng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Một lúc lâu sau hắn mới luyện bỏ được ma tính, cong ngón tay búng ra, một luồng sáng đen xé gió bay ra, lao xuống hạ giới. Luồng sáng đen rơi vào quỷ khư là hóa thành thiên ma, có thể tiến vào thế gian bất cứ lúc nào. Nhưng trong quỷ khư thiên ma đầy đất, không phải chỗ cho nó hoành hành, hơn nữa thi thoảng bầu trời lại vỡ ra, từng luồng hắc quang từ tiên giới bay xuống, cũng đều là thiên ma. Trong quá trình tu hành, các tiên nhân cắt bỏ ma tính, đều ném xuống đây. Đế quân khôi phục bình tĩnh, thong dong nói, không nhịn trong chuyện nhỏ sẽ làm loạn kế lớn. Ta ngóng trông bên trên, nhưng bên dưới cũng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của ta, ta không được phép phạm sai lầm. Tiên giới, phải có một đợt đổ máu lớn, phải có một đợt đại huyết tẩy, mới có thể có nhiều ghế trống. Tam giới triều tịch, liệu có phải cơ hội không? Hắn thầm nhủ trong lòng. Tam giới triều tịch, rất nhiều người đang ngóng trông cơ hội này. Còn trước lúc đó, quyết không thể phạm sai lầm. Hứa Ứng, ta tạm thời nhịn ngươi một chút. Khí tức của đế quân chậm rãi bình phục, hạ giọng nói. Hơn 4 vạn năm trước ta phát hiện trong vọng hương đài Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn có thiên địa đại đạo khôi phục, cho nên lưu lại từ U Minh đao trấn áp. Ta dùng bảo vật này chặt đứt thiên địa đại đạo nơi đó. Sau hơn 4 vạn năm vốn tưởng rằng lần này Bạch Ngọc Xuyên tới nơi sẽ nhận được công lao này, nào ngờ lại gặp ngươi. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn về thời không hạ giới. Tiên giới là thế giới cao cấp hơn, nhưng bây giờ tiên giới đang tiếp cận thế gian. Chư thiên vạn giới dưới thế gian tập hợp lại một chỗ, như bay lượn trên mặt biển, tinh không sáng chói như nước biển. 48.000 năm trước là ngươi đánh thức thiên địa đại đạo trong Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn đúng không? Đế quân thầm nhủ, bây giờ ngươi ngóc đầu trở lại, phá hỏng kế hoạch của ta ở Ngọc Kinh Sơn, chẳng lẽ ký ức của ngươi đã khôi phục tới lúc xưa? Hắn hơi biến sắc, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Hắn quyết không thể để Hứa Ứng khôi phục ký ức, Đông Sơn tái khởi. Vọng Hương Đài. Đám người Ngọc Hồ Chân Nhân, Ngọc Xuyên Công Tử chạy ra ngoài phạm vi bao phủ của Kim Cương Trác, đang hốt hoảng lang thang trong Vọng Hương Đài, đột nhiên Ngọc Hồ Chân Nhân tỉnh ngộ, không đúng, không đúng. Nếu Hứa Ứng muốn giết chúng ta, vì sao không tế thanh tàn kiếm kia lên? Thanh tàn kiếm kia còn có thể chặt đứt cả Tử U Minh đao của đế quân, một khi hắn tế thanh kiếm này lên, chúng ta làm sao mà trốn được? Huyền Không Huyền Thiên cũng lập tức tỉnh ngộ, Huyền Không nói, không phải hắn không muốn giết chúng ta mà là không thể. Vì thanh tàn kiếm kia không ở nơi này, không bị hắn điều khiển. Ngô Tam Tứ và Ngọc Xuyên Công Tử cũng lập tức tỉnh ngộ. Ngọc Xuyên Công Tử nghiến răng nghiến lợi nói, Tam Tứ sư huynh, chúng ta giết ngược lại. Đầu tiên bố trí cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, sau đó tế Tử U Minh đao lên chém con rắn kia, thế là hạ được Hứa Ứng. Ngô Tam Tứ tán thành, hai đại thần vương Huyền Tinh Huyền Thần lại nhìn về phía Huyền Thiên và Huyền Không, có vẻ rất cảnh giác. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha hả nói, Ngọc Xuyên Công Tử, đại ác nhân Hứa Ứng làm nhiều việc ác. Chúng ta tạm thời buông bỏ ân oán, trước tiên diệt trừ hắn sau đó mới lý luận đúng sai, ý các ngươi ra sao? Ngọc Xuyên Công Tử nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Đám người đang định trở về, đột nhiên Ngọc Xuyên Công Tử trong lòng máy động, một tấm kim triện bay ra từ trong mi tâm hắn. Giọng nói của đế quân vang lên, Ngọc Xuyên, chuyện Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn hỏng rồi, không cần tới đó nữa. Ngọc Xuyên Công Tử vội vàng cúi người lễ bái, dập đầu nói, đệ tử phụ lòng mong đợi của lão tổ tông. Giọng nói của đế quân tiếp tục vang lên trong tiên lục, chuyện này vốn không trách ngươi, là ta suy tính, không chu toàn. Năm xưa Hứa Ứng là đối thủ khó giải quyết nhất của ta, bảo ngươi đi đối phó với hắn đúng là khinh thường hắn. Ngươi không thể triệt hạ đại đạo trong Thất Bảo Cung, đại đạo tại đó khôi phục, ngươi tới chỉ là chịu chết. Ngọc Hồ Chân Nhân cách đó không xa nghe vậy trong lòng giật thót, lập tức bỏ qua suy nghĩ đánh ngược về, đánh mắt với hai vị thần vương rồi lẳng lặng bỏ trốn. Chương 936, Đạo Thụ 2. Ngọc Xuyên Công Tử liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, đế quân, nhóm của đệ tử gặp phải Ngọc Hồ Chân Nhân trên tiên giới đánh lén nên mới xa chân lỡ bước, khiến Hứa Ứng tranh thủ cơ hội. Đế quân trong tiên triện cười ha hả nói, ta và Nguyên Quân là quan hệ cạnh tranh, lúc nào cũng đấu chứ không phá, lại âm thầm là chi giao. Ngọc Hồ Chân Nhân là người mà Nguyên Quân để ý, nếu hắn chết trong tay ta, chắc chắn Nguyên Quân sẽ oán trách ta. Cho nên, làm sạch sẽ một chút. Ngọc Hồ Chân Nhân dùng mình,
không nói năng gì lập tức xé gió bay đi. Hai đại thần Vương Huyền Không Huyền Thiên cũng lao như điên ra ngoài Vọng Hương Đài, không dám dừng lại. Ngọc Xuyên Công Tử tế nửa thanh Tử U Minh đao lên, đằng đằng sát khí truy sát, đao quang lóe lên, tuy là tàn đao nhưng vẫn ép Ngọc Hồ Chân Nhân rớt hư không. Không cần buông tha cho bọn chúng, Ngô Tam Tứ thống lĩnh hai đại thần vương bay theo phía sau. Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, người cư ngụ ở đây tên Hư Hoàng Đạo Quân. Rốt cuộc vị vô cực Hư Hoàng Đại Đạo Quân này là người phương nào? Hứa Ứng đi vào Huyền Đô Thất Bảo Cung, càng nhiều ký ức ập tới như thủy triều. Đó là ký ức kiếp đầu của hắn, đa số là do cảm ngộ thiên địa đại đạo của nơi này. Hứa Ứng thấy mình năm xưa vì cố định lục đại bỉ ngạn, vì tụ tập thiên địa linh khí của lục đại bỉ ngạn luyện thành tiên dược nên mới tới đây. Trong Thất Bảo Cung chỉ còn lại một cây cổ thụ trơ gốc, mục nát tả tơi, chỗ đứt cao thấp không đều. Y ở trong gốc cây suốt mười mấy năm. Mười mấy năm đó y đã tọa bất động, mặc cho năm tháng trôi qua thời gian chuyển rời cũng không hề di chuyển, thậm chí chưa từng đứng dậy. Hứa Ứng đứng bên cạnh bản thân trong trí nhớ, nhìn người trẻ tuổi đạo tâm kiên định này, đây là chính mình năm xưa. Đạo tâm của y còn vững chắc cứng cỏi hơn hiện tại, đã nhắm vào mục tiêu nào là kiên quyết không sửa đổi, không đạt được mục đích thể không bỏ qua. Y phải hoàn thành một chí nguyện cực lớn, chí nguyện này sẽ tạo phúc cho vô số người, ban phước cho lê dân bách tính, khiến mỗi người đều có thể tu luyện pháp môn trường sinh, mỗi người đều nhận của tiên dược, mỗi người đều có thể giống như tiên nhân, sống lâu vĩnh viễn. Đến lúc đó chẳng phải nhân gian cũng là tiên giới. Y gọi loại pháp môn này là Na, người hoảng sợ trường sinh là vì Na. Na Pháp chính là pháp môn trường sinh. Bấy giờ y đã hoàn thành tiên cung và tiên lô ở năm bỉ ngạn bí tàng, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn là nơi cuối cùng y cảm ngộ. Sau khi hoàn thành đợt cảm ngộ này, y sẽ chế tạo một tòa Huyền Đô Ngọc Kinh cung, luyện chế tiên dược lục bí cho người trong thiên hạ. Hứa Ứng nhìn bản thân lớn tuổi hơn mình một chút, phát hiện người này rất giống phụ thân, rất giống vị tiên sinh Tư Thục giảng bài trong khu đất Hứa gia. Y đang rất tập trung lĩnh ngộ thiên địa, rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Y thần thái cứng cỏi, chẳng khác nào phụ thân, tâm địa lại lương thiện, giữ đạo tâm trong trẻo. Hứa Ứng nhìn bản thân trong trí nhớ, hiện tại đạo tâm của y không bằng kiếp đầu, tâm địa của y cũng không còn lương thiện, đạo tâm cũng chẳng trong trẻo. Ta đang dần dần khôi phục ký ức kiếp đầu, đạo tâm của ta cũng dần dần trưởng thành, nhưng cũng có thể những ngây thơ lương thiện trong kiếp đầu vĩnh viễn không thể trở về. Y thầm nhủ trong lòng, y quý trọng ký ức này, như những thứ trước đây mình từng có nhưng sau này lại không có được. Trong trí nhớ, dấu ấn đủ loại thiên địa đại đạo dần dần hiển hiện, bên tai y đạo âm vang vọng, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo tới. Chính tại nơi này, y lĩnh ngộ được phương pháp chế tạo Huyền Đô Ngọc Kinh cung, luyện thành tòa tiên cung này, đặt vào bỉ ngạn Ngọc Kinh. Nhưng những cảm ngộ này là đạo pháp thần thông thời cổ đại, không phải đạo pháp thần thông thời đại này. Ký ức của hơn 10 năm khôi phục, khi Hứa Ứng đi vào trong cung, y cũng xem một lượt ký ức hơn 10 năm này. Tới năm thứ 16, kiếp thứ nhất của y ngộ đạo dẫn tới đại đạo thời cổ đại xung quanh cộng hưởng, chìm vào một trạng thái huyền diệu khó mà giải thích. Sau khi đợt ngộ đạo này kết thúc, y đứng dậy từ trong gốc cây khô héo, đang định đi khỏi thì thấy gốc cây mục nát kia sinh ra một chồi non xanh nhạt. Dấu ấn thiên địa đại đạo rời rạc trong thiên địa như bươm bướm bị chồi non kia thu hút, bồng bềnh bay tới, thi thoảng lại có dấu ấn đại đạo chui vào chồi non. Mỗi khi như vậy, chồi non lại lớn lên một chút. Hứa Ứng kiếp đầu thấy cảnh này, nở một nụ cười rồi xoay người rời khỏi. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937, Đạo Thụ, A. Hứa Ứng thấy kiếp đầu của mình đi tới, xuyên qua thân thể bản thân, hình ảnh ký ức biến mất. Lọt vào mắt y là một gốc cây cổ xưa xanh tươi tốt, mọc ra từ gốc cũ, sống tiếp đời thứ hai. Đây là một gốc đại thụ tăng thương do thiên địa đại đạo tạo thành, vốn có 8 thân nhánh tráng kiện, như cầu long kéo khắp 4 phương, xuyên thủng bầu trời. Gân lá của nó rõ ràng mạch lạc như đạo văn, phát ra đạo quang. Đây là một gốc đại đạo chi thụ. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, gốc cây mà Tử U Minh Đao muốn chặt chính là đại đạo chi thụ trong Thất Bảo Cung. Vì chặt gốc cây này mà đế quân tế đao hơn 4 vạn năm, chỉ kém chút hỏa hầu của Bạch Ngọc Xuyên là có thể chặt đổ đại thụ. Y đi tới bên dưới gốc cây, vuốt ve thân cây, đại đạo chi thụ phát ra đạo quang rực rỡ,
đạo âm vang dội, mang ngàn vạn huyền diệu. Hứa Ứng ngồi dưới tàng cây, theo hào quang đại đạo, bất chi bất giác tiến vào ngộ đạo huyền diệu khó tả. 48.000 năm trước, y cố gắng suốt mười mấy năm mới khiến cây khô gặp xuân xanh, lại được tái sinh. Hôm nay y ngồi dưới tàng cây, gốc cổ thụ này dùng 48.000 năm hội tụ thiên địa đại đạo giúp y một tay, khiến y lĩnh ngộ càng nhiều. Lần gặp gỡ này là một nhân một quả, cực kỳ huyền diệu. Ngoan Thất, Quả Chuông và Kim Bất Di cùng tiến vào trong cung, thấy Hứa Ứng đang lĩnh ngộ ảo diệu vô tận dưới đạo thụ, cả ba cũng tới bên cạnh Hứa Ứng, ai nấy lẳng lặng lắng nghe. Ngoan Thất và Kim Bất Di mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Quả Chuông mơ mơ màng màng, xoay tròn không thôi. Một lúc lâu sau, bọn họ tuyên bố từ bỏ. Quả Chuông nói, lĩnh ngộ mấy cái này làm gì? Đợi tới lúc A Ứng tìm hiểu xong thì nhờ hắn cho chúng ta biết, chúng ta học theo là được. Ngoan Thất và Kim Bất Di gật đầu liên tục. Bọn họ tản bộ xung quanh tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn này, chỉ có điều trong Ngọc Kinh này không có bảo vật gì, cũng không có chỗ nào ly kỳ. Cái gọi là thất bảo, không biết là thất bảo nào, bảo bối ở đâu. Ngoan Thất nghi hoặc nói, ai cướp bảo bối của chúng ta rồi? Kim Bất Di bay lên không trung, nhìn từ trên cao xuống hai tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Chỉ thấy ngoài gốc cây ngoài cửa và gốc cây trong cung, trên Ngọc Kinh Sơn còn 6 gốc cây cổ xưa không gì sánh được, tổng cộng 8 gốc cây. Nhưng ngoài gốc cây trong cung ra, 7 gốc cây khác đã khô héo mục nát, không còn chút sức sống. Hắn hạ xuống, đang định kể cho Ngoan Thất và Quả Chuông phát hiện của mình, đột nhiên không nhớ nổi tên Ngoan Thất. Lại âm thầm mở quyển sách nhỏ của mình ra xem, bấy giờ mới nói, Ngưu Ngoan Thất, trên núi này còn 7 gốc cây nữa, liệu có liên quan tới thất bảo không? Ngoan Thất cười nói, thế thì là 8 gốc cây rồi, không liên quan tới thất bảo, không thì đã gọi là bát bảo cung chứ không phải thất bảo cung. Chắc thất bảo ở nơi này bị người khác lấy mất rồi. Kim gia, A Ứng nói ngươi tu luyện trong mặt trời, có thật không? Quả Chuông cũng tiến tới tham gia, trong mặt trời có vui không? Kim Bất Di nói, đúng là ta tu luyện trong mặt trời, nhưng nơi đó không có gì chơi. Nơi đó có quỷ, nhất là mấy năm gần đây tình trạng càng nghiêm trọng. Ngoan Thất và Quả Chuông kinh ngạc, trong mặt trời mà còn có quỷ. Nguyên thần nhỏ bé của Kim Bất Di lẳng lặng lấy quyển sách nhỏ của mình ra, lật xem sự kiện quỷ dị mà mình ghi chép. Bản thể thì nói, trong mặt trời có rất nhiều thuyền lầu khổng lồ, còn to lớn hơn cả ta, bị xích sắt khóa lại. Trên đó có rất nhiều xương cốt, trông như một hạm đội cổ xưa. Khi ta thấy nó hình như còn có thi thể chưa, phân hủy hết, thi thể còn nhúc nhích. Nhưng mấy năm đó không có vấn đề gì xảy ra, mãi tới năm ngoái đống thi thể mọc máu thịt đó mới mở mắt. Quả Chuông lắc mình tới mức kêu leng keng, giọng nói run rẩy, sau đó thì sao? Kim Bất Di nói, bọn họ đi lại trên thuyền cứ như không có đầu, va tới va lui. Lại thêm mấy tháng, trong mặt trời có thứ gì đó khôi phục, kéo xiềng xích trong mặt trời, lôi đống thuyền lầu đó đi. Còn có thứ gì phục sinh công kích tòa cung điện mà ta tu luyện? Ta và bọn chúng giao chiến một thời gian rất dài, về sau trong tòa Thái Dương cung kia có quỷ, thường xuyên có ai thì thầm bên tai ta, nhưng không cách nào nghe được. Ta không chịu nổi phiền phức nên muốn về nguyên thú xem thử. Ngoan Thất kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi nói, trong mặt trời có quỷ, chẳng lẽ thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục? Quả Chuông nói, không giống thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục mà giống như có quỷ. Chương 938, Yêu tộc trấn ma lục, 1. Cũng có thể là kho báu khôi phục, Ngoan Thất hưng phấn nói. Hắn đề nghị, A Ứng đang lĩnh ngộ ở đây, không biết bao giờ mới tỉnh lại, hay là cảm thấy theo Kim gia vào Thái Dương một chuyến, xem nơi đó có gì. Quả Chuông vội vàng bác bỏ, A Ứng lĩnh ngộ ở đây, sao lại để hắn trơ trọi không ai bảo vệ được. Ngoan Thất cười nói, trùng ra luôn ở trên vai A Ứng, có nó, chắc chắn sẽ bảo vệ chu toàn cho A Ứng. Quả Chuông do dự một hồi rồi nói, chúng ta đi sớm về sớm. Thế là Kim Bất Di giơ vuốt, một bên nắm lấy con rắn, một bên bắt lấy Quả Chuông, vỗ cánh bay đi, hóa thành một ánh lửa, không bao lâu sau đã lao ra ngoài Vọng Hương Đài, xe gió bay đi. Ngoan Thất nhắc nhở, Kim gia, ngươi không được quên, chúng ta là bằng hữu của ngươi chứ không phải đồ ăn mà ngươi bắt được. Kim Bất Di cười nói, trí nhớ của ta tốt hơn năm đó nhiều, chắc chắn sẽ không quên. Tuy nói thế nhưng sau gáy hắn vẫn có một nguyên thần nhỏ bé nhô lên, nâng móng vuốt cầm bút,
cẩn thận ghi lại chuyện này vào sổ. Trong thất bảo cung, Hứa Ứng lĩnh ngộ ảo diệu trong gốc cây thất bảo, càng ngày càng hiểu ra nhiều điều, dần dần thân hình và đại đạo trong cây dung hợp, dẫn dắt càng nhiều dấu ấn rải rác trong thiên địa. Trên vai y, tiên trùng thấy đạo quang bốn phía như đại dương mênh mông, đạo âm càng ngày càng vang dội, vội vàng vỗ cánh bay lên quan sát xung quanh. Hứa Ứng giúp nó mở trí tuệ, khiến nó không còn là con tiên trùng đờ đẫn nữa, lúc này đã hiểu được rất nhiều chuyện. Tiên trùng bay lên cao hơn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy không biết từ lúc nào gốc cây khô héo bên ngoài cung cũng đang đâm chồi. Còn trên hai tòa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, những gốc cây khô héo mục nát khác cũng có chồi non sinh ra, sinh trưởng giữa đạo quang. Tiên trùng lén lút bay ra ngoài, nằm trên chồi non, há miệng cắn chồi non của đạo thụ, ăn như gió cuốn. Ngay lúc này một bàn tay hoàn mỹ thò tới, giơ hai ngón tay bóp nhẹ là bắt được tiên trùng. Tiên trùng nổi giận, ra sức giãy giụa, hung ác tới cực điểm. Lại nghe một âm thanh cười nói, gốc cây này mọc xong thì dưới cây chính là Đại La Thiên. Ta có 8 gốc đạo thụ, tán cây che khắp 8 hướng của Đại La. Nếu bị ngươi ăn, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Kim Bất Di nắm lấy Ngoan Thất và Quả Chuông bay liền 2 ngày, cuối cùng đi tới vị trí Thái Dương. Hắn là Kim Ô đã tới tuổi già, bay tới đây là cảm thấy hơi mệt mỏi. Ơ mà, ta tới đây làm cái gì nhỉ? Kim Bất Di buồn bực nói. Ngoan Thất và Quả Chuông nghe vậy là biết hỏng việc, vội vàng nói, Kim gia. Kim gia, nhìn xuống đây, nhìn xuống đây. Chúng ta định vào Thái Dương thần cung xem chuyện có quỷ. Kim Bất Di cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bên móng vuốt mình cầm một con ngoan xà hình thể to lớn. Một bên móng vuốt cầm một quả chuông lớn tới không thể tưởng tượng nổi, lập tức hiểu ra, cười nói, bên trái côn trùng, bên phải nồi to, phía trước là lò lửa Thái Dương. Phải rồi, ta tới đây nấu canh. Ngoan Thất nghe vậy kinh hãi tới mức hồn bay ba trượng, vội vàng kêu la, Kim gia, bằng hữu, là bằng hữu. Kim Bất Di há miệng phun ra một luồng kim quang, xoay tròn quả chuông, khiến nó càng lúc càng lớn, gác lên mặt trời, chẳng bao lâu sau đã nướng vách chuông tới mức đỏ bừng. Hắn nắm lấy Ngoan Thất, đang định đặt vào nồi thì lại tự nhủ, kiếm chút tương dịch nguyên từ trong mặt trời, làm nước dùng hòa tan đồ ăn. Ngoan Thất kêu lên, Kim gia, sách, sách đâu? Mau xem sách của người. Còn có thực đơn. Kim Bất Di kinh ngạc. Ngoan Thất và Quả Chuông hoảng hốt nói, đúng đúng. Là thực đơn, ngươi lật tới tờ mới nhất ấy. Kim Bất Di sợ Ngoan Thất chạy, nhấc chân ấn hắn vào trong nồi để loại bỏ mùi tanh, khiến Ngoan Thất bỏng tới chết đi sống lại. Nguyên thần của hắn bay ra, mở quyển sách nhỏ, lật tới tờ mới nhật đọc thật kỹ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, cuống quýt vớt Ngoan Thất ra khỏi nồi. Ngoan Thất mặt đen kịt, lột da rắn đã bị chiên vàng, phát động động thiên nê hoàn cung chữa thương. Kim Bất Di không ngừng xin lỗi hắn và Quả Chuông, sau đó một chim một rắn một chuông mới cùng nhau tiến vào mặt trời. Thi thoảng nguyên thần của Kim Bất Di lại xem lại quyển sách của mình, chỉ sợ mình lãng quên thứ gì. Trong mặt trời, Thái Dương thần hỏa nhiệt độ cực cao, các loại xạ tuyến uy lực kinh người, còn có địa từ nguyên lực uy lực tựa thần đao, chém đứt cả nguyên thần. Nhưng cũng may Kim Bất Di là tam túc kim ô, khống chế Thái Dương thần hỏa, có thể che chở cho Quả Chuông và Ngoan Thất. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939, Yêu tộc trấn ma lục 2. Không bao lâu sau, bọn họ thấy một con thuyền lầu khổng lồ, cổ xưa không gì sánh được, công nghệ chế tạo cũng khác hẳn bây giờ, càng giống sản phẩm thời cổ đại. Bên ngoài khắc chi chít đạo văn, trên thuyền này còn vết tích chiến đấu, xương cốt rải khắp nơi. Có một số bị Thái Dương thần hỏa luyện hóa, có một số lại bị xạ tuyến tan rã. Trong mặt trời, ngay cả thi thể của tiên nhân cũng khó lòng bảo tồn, còn trên thuyền lầu cổ xưa này lại có không ít xương cốt. Đám thi thể mở mắt mà Kim Bất Di nói tới ngay trên thuyền lầu này. Kim gia, chúng ta lên thuyền xem thử. Ngoan Thất hai mắt bừng sáng. Kim Bất Di thoáng chần chừ, trên thuyền có một số thi thể sống lại, e rằng sẽ gây chuyện với chúng ta. Quả Chuông cười nói, Thất gia có kim cương trác, sợ gì cương thi. Ngoan Thất cười nói, cùng lắm thì ta lấy từ u minh đao của đế quân ra cho ngươi chặt cương thi. Kim Bất Di gật đầu lia lịa. Thế là một chim một rắn một chuông hạ xuống chiếc thuyền kỳ quái kia, trên thuyền thi thể rải khắp nơi,
cho dù đã chết không biết bao nhiêu lâu. Trên những thi thể này vẫn tỏa ra khí tức kinh người, Thái Dương thần hỏa cũng không đốt được, địa từ nguyên lực cũng không thể cắt đứt. Mỗi khi ngọn lửa hay bão táp xạ tuyến đánh tới, chỉ thấy xung quanh thi thể có đạo văn tỏa ra, tạo thành từng gợn sóng. Chỉ tiếc là bọn họ đã tử vong không biết bao lâu, có thi thể treo trên mạn thuyền, có cái bị lưỡi đao xuyên thủng, ghim trên sàn thuyền, còn có cái đầu một nơi thân một nẻo. Có cái như chết trong trận pháp, bị luyện tới mức chỉ còn lại nửa người, chỗ eo còn vết tích bị thiêu đốt. Còn có cái bị lực lượng cực mạnh đánh cho chìm vào thân tàu, trước ngực trúng mười mấy mũi tên. Của hắc là sau khi bị đánh chìm vào thân tàu lại bị người khác bắn thêm 10 mũi tên, bấy giờ mới bị giết chết. Ngoan Thất và Quả Chuông thấy vậy cũng kinh hãi khiếp vía, đang định lên tiếng thì đột nhiên sau lưng bọn họ xuất hiện thêm một bóng người to cao. Ngoan Thất và Quả Chuông thầm kinh hãi, Kim Bất Di không cần nghĩ ngợi tế hai thanh thần đao của mình lên định xoay người. Đột nhiên thân hình cao lớn kia đặt một bàn tay trên lên người hắn, lập tức chế ngự hắn. Thân hình cao lớn kia đầu chim mình người, tung người cưỡi lên lưng Kim Bất Di. Kim Bất Di vừa sợ vừa giận, tế song đao lên chém thẳng tới, song đao còn chưa đánh xuống thì đã bị thân hình cao lớn kia nắm trong tay. Các tướng sĩ, còn đó chứ? Một giọng nói trầm trầm uy nghiêm vang lên từ trên lưng hắn. Ngoan Thất và Quả Chuông kinh hãi vừa khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người kia toàn thân mặc giáp vàng, vung song đao, uy vũ bất phàm. Kim Bất Di là dị chủng thái cổ, là tam túc kim ô hung hãn nhất, nhưng không biết thần nhân giáp vàng kia dùng thủ đoạn gì mà khống chế được hắn. Khiến hắn toàn thân lấp lóe kim quang, tỏa ra khí tức mãnh liệt khủng khiếp không gì sánh được. Hiển nhiên thần nhân giáp vàng có một thủ đoạn phi phàm khiến khí tức kim ô tăng tới cực hạn, đạt tới mức nhân điểu hợp nhất. Quả Chuông cuống quýt kêu lên, Kim gia, người, thế nào rồi? Kim Bất Di đang định dãy dụa nhưng lại không làm gì được, kêu lên, ta cũng không biết vì sao nhưng bị hắn khống chế mà lại cảm thấy rất thoải mái. Bất luận nguyên thần thân thể hay khí huyết đều có cảm giác hòa cùng hắn. Thần nhân giáp vàng kia không rõ sống hay chết, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, quanh người đạo văn uốn lượn, một tay cầm đao. Giọng nói trầm trầm nhưng mạnh mẽ hữu lực, khiến lồng ngực Ngoan Thất chấn động tới mức vang lên ong ong, Quả Chuông cũng bị cộng hưởng vang lên từng tiếng ngâm. Các tướng sĩ Đông Hoàng, mau mau thức tỉnh. Giọng nói của hắn khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, như dốc toàn bộ khí huyết trong người để lên tiếng, nhiệm vụ mà đại đế giao cho các ngươi vẫn còn, quân lệnh vẫn còn. Kẻ địch bị trấn áp trong mặt trời vẫn chưa chết, theo ta chinh chiến. Ngoan Thất định tế kim cương trác lên ra tay với hắn, nhưng lại không dám. Khí tức mà thần nhân giáp vàng này tỏa ra khiến nhiệt huyết của hắn dâng trào, lực lượng viễn cổ hồng hoang không ngừng thức tỉnh. Mấy năm nay Ngoan Thất đi theo Hứa Ứng tu hành, xưa nay Hứa Ứng chưa từng keo kiệt, học được gì ngộ được gì là truyền thụ toàn bộ cho bọn họ. Ngoan Thất cũng rất chăm chỉ, tuy học không tốt nhưng ỷ vào bụng lớn, nhét hết vào bụng. Vì vậy hắn đã đánh thức huyết mạch viễn cổ Ngoan Xà từ lâu, khiến lực lượng huyết mạch không ngừng thức tỉnh, tới mức trưởng thành. Thậm chí thực lực của hắn hiện giờ đã vượt xa Ngoan Xà trưởng thành. Hắn còn tưởng lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch đã được mình khai phá sấm sét, nào ngờ khí tức của thần nhân giáp vàng này lại khiến lực lượng trong huyết mạch của hắn không ngừng khôi phục. Chương 940, Yêu tộc trấn ma lục A. Chỉ e đây là bí thuật của yêu tộc thời cổ đại, có thể phát huy lực lượng huyết mạch tới cực hạn. Ngay lúc Ngoan Thất đang do dự, đột nhiên lại có một thần nhân giáp bạc xuất hiện, đứng trên trán hắn, khí tức hòa lẫn cùng hắn. Cưỡi ta! Ngoan Thất nổi giận, nhưng ngay khoảnh khắc sau thần nhân giáp bạc đã tỏa ra đạo văn, nối liền với khí huyết của hắn, với nguyên thần của hắn, có cảm giác như linh nhục nhất thể. Ngoan Thất chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh kịp, cũng ngừng dãy giụa. Trong lòng cũng chẳng còn tức giận. Thần nhân giáp bạc này cũng là đầu chim thân người, mặc bộ giáp trụ màu bạc. Quả Chuông nổi giận kêu lên, Thất gia, Kim gia, ta tới cứu các ngươi. Ngoan Thất nói, Ngài Chuông, đừng làm quấy rối. Kim Bất Di chiếm ý dâng cao, kêu lên, Ngài Chuông, chúng ta đang muốn chém giết, không cần ngươi tới cứu. Quả Chuông vừa sợ vừa giận, đột nhiên lại thấy thần nhân giáp bạc giơ tay nắm lấy quai chuông, truyền pháp lực vào trong. Đạo văn đạo tắc bay lượn xung quanh nó. Chỉ thấy trên những thuyền lầu kia, từng bộ xương khô lao nhao bò dậy, từng mảnh binh đao khuyết thiếu cắm đầy thuyền dồn dập bay lên, rơi vào tay bọn chúng. Vô số xương khô đứng thành hàng,
trận địa chỉnh tề như một đội quân đã trải qua chiến trận, trang nghiêm túc sát. Các tướng sĩ Đông Hoàng, hai vị thần nhân giáp vàng giáp bạc đồng thời hét lớn, theo ta chinh chiến, trấn áp dư nghiệt loạt đảng. Giết chết bọn chúng trong mặt trời, trấn áp bọn chúng trong đại nhật hồng lô. Đông Hoàng sống mãi cùng các ngươi. Lên đường. Ngoan Thất và Kim Bất Di bị quất roi vào mông, lập tức bay lên không trung, bay vào sâu trong mặt trời. Từng sợi xiềng xích ầm ầm rung chuyển, lại là từng bộ xương chim lớn vỗ cánh phi hành trong mặt trời, kéo theo từng chiếc thuyền lầu cổ xưa không gì sánh được, bay vào sâu nhất trong vầng mặt trời. Từng âm thanh hùng vĩ bột phấn trong thái dương, hội tụ thành dòng lũ, lao về phía phong ấn chưa biết. Vô số âm thanh quỷ thần gieo hò, tiên đình yêu tộc, vĩnh viễn không thất bại. Còn sâu trong thái dương, thiên địa đại đạo cổ đại đang thức tỉnh, phong ấn trên một cánh cửa khổng lồ không thể không ngừng buông lỏng, thứ bị phong ấn ở sâu trong thái dương sắp tuôn trào. Vọng Hương Đài, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, tiên trùng bị bắt lấy cánh, đang định biến hóa phân thân ăn sạch người bắt mình, nhưng cho dù nó biến hóa thế nào cũng không thể phân thân ra được. Nó là sinh vật tiên đạo, hung ác dị thường, có thể chia ra hàng vạn, hóa thành côn trùng nhỏ bé không gì sánh được, gặm nhấm thân thể nguyên thần, thậm chí có thể ăn cả thần thông. Tuy Hứa Ứng điểm hóa thần trí cho nó, nhưng bản năng của nó vẫn còn, cái miệng rộng cắn răng rắc không thôi. Người bắt nó là một nam nhân trung niên tiên phong đạo cốt, đầu đội thất tinh bảo quan, người mặc áo bào châu báu, cười nói, đúng là hung hãn, thôi, ta cho người chút cơ duyên. Hắn hái một chiếc lá cây, đặt tiên trùng lên lá. Chiếc lá này bị hái xuống, chỗ hái lại mọc ra lá non mới. Tiên trùng ôm lấy lá cây, cẩn thận từng chút một nhìn hắn rồi vội vàng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng bay về thất bảo cung, trở lại trên vai Hứa Ứng, bấy giờ mới gặm từ từ. Khi nam nhân trung niên đi tới, tiên trùng đã gặm phân nửa chiếc lá, bản thân cũng lớn hơn một chút. Nó như gặp đại địch, bảo vệ Hứa Ứng, không dám lơi lỏng. Đột nhiên trong miệng tiên trùng phát ra tiếng người, thanh thúy như nữ nhân, ngươi là người phương nào? Nó nói xong mới giật mình, trong lòng thầm kinh ngạc không hiểu vì sao mình có thể nói chuyện. Nam nhân trung niên cười nói, ta chính là Đông Minh Cao Thượng Hư Hoàng Đạo Quân, là thiên địa nguyên thần của Đại Đạo Quân. Sau khi Đại Đạo Quân đi khỏi, ta trấn thủ trong đạo tràng này, mãi tới khi đại đạo vỡ nát, ta chìm vào tử vong. Tuy tiên trùng đã có thể nói chuyện nhưng đầu óc không được tốt, nghe mà cái hiểu cái không. Nó ôm nửa chiếc lá cây còn lại, gặm thêm hai cái, chỉ cảm thấy tai mắt dần dần sáng sủa, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn nhiều, nói, ngươi chết rồi, sao lại còn sống? Đông Minh Hư Hoàng cười nói, ta chính là thiên địa đại đạo của nơi này, theo đại đạo vỡ nát mà vỡ nát, theo đạo thụ khôi phục mà khôi phục. Tiên trùng nghe vậy, lại không hiểu, lại ôm cái lá gặm thêm mấy miếng. Trong Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, hào quang dâng trào, bảy đạo thụ khác tỏa sáng như gặp xuân xanh, mọc lại cành lá, không bao lâu sau đã cao cỡ một người, vẫn tiếp tục sinh trưởng lên trên. Lần này là Đông Minh Hư Hoàng và Hứa Ứng tác thành cho nhau. 48.000 năm trước, Hứa Ứng lưu lại một đoạn thiện duyên tại đây, trợ giúp Đông Minh Hư Hoàng khôi phục một gốc đạo thụ. Gốc đạo thụ này trải qua 48.000 năm sinh trưởng, tụ tập dấu ấn đại đạo vỡ nát trong thiên địa. Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.